Xin kính chào quý vị đang theo dõi chuyên mục Nhà đẹp của Mac Home. Ngày hôm nay, Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu với quý vị mẫu nhà mới do Mac Home trực tiếp thiết kế. Đó chính là nhà vườn một tầng với chủ đầu tư là gia đình nhà anh Tuấn ở Bắc Cạn. Trước khi đi vào chi tiết của ngôi nhà, chúng tôi xin được giới thiệu qua về Mac Home. Mac Home là một trong những đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu tại Việt Nam. Hiện tại, Mac Home có 9 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 100 nhân sự và đội ngũ thi công dày dặn kinh nghiệm. Nếu như quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói cho ngôi nhà của mình, xin vui lòng liên hệ với hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Sở hữu cho gia đình một ngôi nhà thật khang trang, ấm cúng, đó là một ước mơ, là một mục tiêu mà ắt hẳn ai trong chúng ta đều ấp ủ. Trái ngược với những căn nhà lô phố cao tầng thường thấy ở những đô thị đông đúc, những căn nhà vườn một tầng với diện tích sử dụng rộng rãi luôn được ưa chuộng ở các khu vực tỉnh thành. Việc tận dụng tối đa không gian giúp căn nhà thật sự thông thoáng, tạo một cảm giác vô cùng dễ chịu cho các thành viên gia đình. Với diện tích sàn lên đến 167m², ngôi nhà vườn một tầng của anh Tuấn với thiết kế của Mac Home thực sự nổi bật và bề thế với một phòng thờ kết hợp phòng khách, một phòng bếp ăn, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Phong cách hiện đại được thể hiện rõ nét qua hình khối, qua những mảng màu trung tính nhưng luôn đẳng cấp như màu trắng, màu ghi, màu xám. Kết hợp chất liệu gỗ tạo thêm điểm nhấn, tăng thêm vẻ ấm cúng và sang trọng cho ngôi nhà. Phần cổng xây dựng vững chắc, đặc biệt có hai chiếc cột thật bề thế thể hiện sự uy nghiêm. Bước qua cánh cổng sẽ là một khoảng sân khá rộng rãi để gia đình anh Tuấn có thể thoải mái đậu xe hơi hoặc xe gắn máy. Kiểu dáng mái Thái với mái ngói Fuji có màu ghi về phong thủy giúp tránh được hiện tượng tụ hung khí, giữ được tài lộc cho gia chủ. Bước lên tam cấp chính bậc được ốp đá granite rất bền cứng sẽ đến với sảnh chính nhà anh Tuấn. Nối liền giữa thềm sảnh và phòng khách chính là một cửa gỗ lim Nam Phi thật bề thế. Mọi người lưu ý trong thiết kế luôn cần quan tâm đến kích thước thông thủy để đảm bảo về mặt công năng. Tiến vào khuôn viên bên trong ngôi nhà, không gian đầu tiên chào đón chính là phòng khách kết hợp phòng thờ, một không gian rất rộng có diện tích lên đến 43,5m². Phần trần với dãy đèn đao lai tiết kiệm điện, nổi bật là một quạt đèn trần sang trọng mà vẫn hiện đại. Phòng ốp gạch phân mây màu vàng nhạt, có một cửa sổ để đón gió và ánh sáng, giúp không gian thêm thông thoáng. Khu vực bàn thờ được đặt riêng, kiên cố ở vị trí đắc địa, tạo cảm giác cung kính và nhờ thiết kế không gian mở nên không gây cảm giác tù túng bí bách. Tiến vào sâu bên trong là khu vực bếp ăn diện tích 28,9m², rất rộng rãi, phù hợp đặt một kệ tủ bếp hình chữ L. Thiết kế không gian mở tạo sự liên kết trực tiếp với khu vực phòng khách và thờ, được phân cách khéo léo bởi một kệ tủ gỗ. Phòng bếp lấy được ánh sáng và không khí nhờ hai lối cửa, một cửa ra sảnh phụ phía mặt tiền ngôi nhà, còn cửa còn lại qua khoảng sân ở mặt bên. Đây là một thiết kế rất đặc trưng cho những căn nhà rộng ở những vùng tỉnh, sẽ có rất nhiều lối dẫn vào nhà. Các thành viên trong gia đình khi đi về nhà có thể bước trực tiếp đến không gian bếp ăn mà không cần đi qua phòng khách. Việc lấy sáng và không khí giúp cảm giác các thành viên khi sinh hoạt dùng bữa cơm với nhau sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhà anh Tuấn có 4 phòng ngủ, trong đó có một phòng ngủ master dành cho hai anh chị, một phòng ngủ dành cho hai con gái, một phòng ngủ dành cho ông bà. 3 phòng ngủ trên đều có nhà vệ sinh riêng và cuối cùng là một phòng ngủ cho khách. Phòng ngủ master có diện tích 18m², rất rộng rãi, thoải mái, bố trí giường ngủ, tủ quần áo, kệ tivi. Gian phòng lấy sinh khí nhờ vào hai cửa sổ, một ngôn ngữ đặc trưng trong các thiết kế nhà ở, luôn ưu tiên cửa sổ để đón nhận ánh sáng và gió tự nhiên. Phần sàn nhà vẫn sử dụng tông sáng, kết hợp các chất liệu gỗ của nội thất để gian phòng thêm ấm cúng, tạo nên một giấc ngủ ngon. Đối diện với phòng ngủ master chính là phòng ngủ được thiết kế riêng cho hai con gái với diện tích 12,6m².
căn phòng có thể bố trí giường ngủ, tủ, một bàn học dành cho cả hai bé. Vì thiết kế dành cho hai bé gái nên từ nội thất đến màu sắc đều được chọn dựa theo sở thích của hai bé, phù hợp với lứa tuổi trẻ trung. Căn phòng lấy sinh khí nhờ một cửa sổ lớn gần giường ngủ. Phòng có một nhà vệ sinh 3m2, đầy đủ tiện nghi. Một phòng ngủ cũng có diện tích khá rộng 16m2, chính là phòng ngủ dành cho ông bà. Với diện tích này có thể thoải mái sắp xếp giường ngủ, tủ quần áo. Cũng tương tự những phòng khác, phòng có một cửa sổ để lấy không khí. Trong phòng có một nhà vệ sinh riêng, và vì thiết kế dành cho người lớn tuổi nên cần đặc biệt lưu ý gạch ốp nhà vệ sinh cần là gạch chống trơn để đảm bảo an toàn. Nhà anh Tuấn còn có một phòng ngủ cho khách diện tích 12m2 và một nhà vệ sinh diện tích 4,2m2, đầy đủ tiện nghi, thoải mái cho những người khách sử dụng. Và đó là toàn bộ công trình nhà anh Tuấn ở Bắc Cạn. Hy vọng sau khi xem xong số chuyên mục nhà đẹp ngày hôm nay thì quý vị đã có thêm ý tưởng thiết kế mới cho riêng mình. Hãy liên hệ ngay với Mắt Hôn qua số hotline hoặc comment ngay bên dưới video này. Đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư Mắt Hôn sẽ liên hệ đến quý vị trong thời gian sớm nhất. Đừng quên nhấn like, subscribe và chọn nút thông báo để không bỏ lỡ những video về nhà đẹp của Mắt Hôn nhé. Còn bây giờ, thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Nhật An xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.